Xin sư chỉ cho con biết người sắp chết gồm những biểu hiện thú tướng gì? Tôi muốn trả lời không? Trả lời. Thưa quý vị, đó là cái thú tướng là gã tiếng mít tá, tức là cái cảnh xuất hiện mà nó sẽ báo trước cái nơi mình sẽ tái sanh. Nhưng mà nhắc quý vị nha, thứ nhất á, là không phải ai cũng có, tức là có người có người không nha, chứ không phải ai cũng có, tức là cái thú tướng này đó không có bắt buộc. Và cái thứ hai, nó rất là đa dạng. Quý vị cứ nghe đó, quý vị cứ nghe là thú tướng của cõi trời thì mình thấy lâu đài đền cát rồi này nọ, nhưng mà có nhiều khi mình không có cần phải thấy cái đó. Rồi ví dụ như thú tướng mà sanh vào cái loài thú thì mình có thể mình thấy cái cảnh thai bào chẳng hạn, hoặc là cái cảnh cái nơi mà con thú đó làm tổ đó, ví dụ như là hang hốc, hoặc là tái sanh làm loài ngạ quỷ thì có thể là nhìn thấy những cái lùm bụi hoặc là vũ khí vân vân. Nhưng mà báo trước cho quý vị biết nha, là nó không nhất định như vậy. Mình đừng có thấy cái đó nó thành một cái công thức á, là nó kẹt lắm. Tại vì mỗi người mỗi khác quý vị à, ngay cả con người của mình á, mỗi người còn có nhan sắc khác nhau. Cái thú tướng không có ai giống ai hết. Nó có một vài cái nét chung. Ví dụ như mình thấy cái thú tướng mà nó không có vui vẻ gì thì chắc chắn là cảnh giới tái sanh của mình là nó cũng không có vui đấy. Chứ còn quý vị đầu sư là phải kể một, kể ra cho bằng hết thì làm sao kể. Cái thứ hai mà đầu sư thống kê thì làm sao thống kê nha. Nhưng mà sư đặt một câu hỏi như vậy nè, quý vị biết để làm gì, biết để làm cái gì? Trong khi đó đó, thay vì mình tò mò về những chuyện này á, mình nên có sự chuẩn bị. Bây giờ quý vị có biết cái thú tướng gì hiện ra là cái cảnh báo trước mình đi địa ngục á, mà mình không có sự chuẩn bị thì cũng vậy thôi nha. Đừng có trông mong cái chuyện mà thú tướng mình thấy chư thiên tới rước, xin thưa cái đó nó hiếm. Đừng, bớt nằm mơ đi nha, bớt nằm mơ đi. Cái quan trọng là bây giờ nếu như cái thú tướng nó hiện ra, giả sử như mình thấy cái lửa địa ngục á, lúc đó mình quéo tới nơi rồi mình làm cái gì? Thành ra đó, thay vì mình tò mò mấy chuyện này, sư hỏi quý vị là quý vị đã có sự chuẩn bị chưa? Cái đó mới là chuyện quan trọng. Mà muốn chuẩn bị cái đó phải làm cái gì? Một là mình ráng tạo phước cho nhiều. Cái người có phước, nói thẳng ra là trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, cái người mà nhiều bố thí, nhiều phước á, thì họ có nhiều sự lợi ích. Mà một trong những sự lợi ích đó là gì? Đó là khi chết họ không có hoảng loạn, không có hoảng loạn. Khi cận tử họ không hoảng loạn và họ rất dễ sanh thiên. Trong Tăng Chi Bộ Kinh nhé, phẩm chương năm pháp. Rồi cái thứ hai là ráng tu thiền dùm sư. Một là các đề mục thiền chỉ, ví dụ như bốn đề mục vô lượng tâm, thực hành dùm sư cái bốn từ một vô lượng tâm, ráng thực hành nha. Tại vì cái người có vô lượng tâm nó cũng có được những đặc điểm, ví dụ như khi chết không hoảng loạn và chết rồi được sanh thiên, nếu như họ vẫn duy trì được cái tâm vô lượng của mình đấy. Hoặc là quý vị thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi đó, đó mình bắt đầu mình quan sát cái tấm thân này, mình quan sát cái tam tướng, rồi mình dẫn đến các cái tuệ minh sát phát sanh thì cũng được. Nhưng mà nói tới nói lui là mình phải làm, mình phải có sự chuẩn bị. Chứ bây giờ mình cứ tò mò mà chuẩn bị thì không chuẩn bị thì có biết nó cũng vậy thôi. Cái khổ nhất không phải là cái chết, mà là khổ nhất là mình biết mình chết mà mình không cách gì mình có thể can thiệp được. Con bổ sung.